Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm Tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai 28 tại tháng 6. Anh Đi sẽ tóm lược lại một số những cái tin tức vào cuối tuần vừa qua được cho là quan trọng và một số những bản tin mới trong ngày. Chắc có lẽ cuối tuần vừa qua thì quý vị cũng biết rằng cái việc mà được cho rằng nó đình đám nhất là cái vụ mà ông Trump đến Ohio để mà vận động tranh cử, hay là với những cái mục đích gì khác, hay là trả thù, hay là một vài vấn đề gì khác nó liên can, thì chút nữa Andy sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị sau. Nhưng mà cái việc mà các cái thành phố mà được cho chẳng hạn như là ở Portland, Oregon, hay là ở Seattle thuộc tiểu bang Washington giáp ranh với Canada, thì trong cuối tuần qua thì cái vấn đề mà nó hơi lạ là vì ở cái vùng Portland, Oregon này á, thì khí hậu bao giờ nó cũng ẩm ướt, rồi mưa mỗi hầu như mỗi ngày, kể cả Tacoma hay là Seattle, Washington, rồi qua cái biên giới của Canada nữa, khí hậu lúc nào nó cũng ẩm ướt mà mỗi ngày đều có những cái cơn mưa xuống, mà hầu như ở những cái nơi này là thời tiết lúc nào nó cũng dễ chịu mà ít khi nào mà nó có nắng nóng lắm. Nhưng mà cái năm nay thì không hiểu tại sao, đặc biệt với vài ngày vừa qua, nhiệt độ nó tăng lên, nó lập một cái kỷ lục mới. Chẳng hạn như ở Portland, Oregon, nó lên tới 108 độ F. Mà cái lần mà lên tới kỷ lục là 107 độ F là năm 1987. Đó là theo bên sở khí tượng cho biết như vậy. Nhưng mà lần này đó thì phải nói rằng nó đã lên tới 108 độ F. Thì cái chuyện đó là chuyện không thể tưởng tượng được, là ở một cái xứ ẩm ướt, mưa gió mỗi ngày mà lại có cái chuyện như vậy. Rồi lên tới Seattle, tới Washington, Tacoma, nhiệt độ cũng lên cao, nóng bức. Mà những cái nơi này là những cái nơi quý vị biết rằng họ không có lắp những cái máy mà air conditioner, máy điều hòa không khí bao giờ, bởi vì có bao giờ nóng đâu mà lắp cái máy điều hòa không khí này, máy lạnh này. Cho nên những cái cửa tiệm, cửa hàng bán những cái máy portable air conditioner, hay là những cái quạt gió, hay là tất cả những cái gì mà có thể làm mát được thì là đều phải nói rằng hết hàng, không còn hàng nữa để mà bán. Rồi quý vị biết là chính phủ cũng phải lập những cái nơi để nó phun ra những cái nước như sương vậy, để cho dân chúng có thể ra ngoài trời hay là đi xuống những cái bóng cây để mà giải nhiệt, và lập những cái nơi công cộng có máy lạnh để cho dân chúng hoặc là người lớn tuổi họ đến đó để mà họ có thể tránh được cái đợt nóng vừa qua. Và đây cũng là một cái điều quái lạ nhất, và đặc biệt là bên Canada cũng vậy nữa, họ chịu chung một cái tình trạng. Cho nên nếu nói về cái đề tài này thì nó rất dài, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà nó lạ. Anh Đi chỉ nói với quý vị thôi, đó là một đợt nắng nóng tuần vừa qua thì kéo dài từ tiểu bang Utah, qua Arizona, xuống dưới miền Nam California, rồi kéo lên tới miền Bắc California, lên tới cái nhiệt độ có những nơi chẳng hạn như Bakersfield lên tới 115 độ. Thì nó vừa qua được cái đợt nắng nóng đó xong thì một cái warning là một đợt heat mới sẽ đến lần này. Mà khi nó đến lần này thì California thì giờ này nói cho đúng vẫn nhiệt độ, vẫn ở cái nhiệt độ dễ chịu. Nhưng mà cái sự hứng chịu mới nhất lại là ở Oregon, Washington và Seattle và Canada. Đó là cái những cái thời tiết nó bất thường, anh đi lược lại cho quý vị biết như vậy. Nhưng mà không biết vào cái tuần này thì thời tiết nó sẽ ra sao. Một cái vấn đề quan trọng khác nữa đó là cái vấn đề mà cái tòa nhà mà nó bị sập ở 12 tầng, nó bị sụp đổ ở tại Surfside ở Florida đó, Miami. Thì tới sáng ngày hôm nay thì từ 6 tới 8 cái đội cứu hộ người ta vẫn đang tiếp tục đào bới trong những cái đống đổ nát của cái tòa nhà nó sụp này, để tìm khoảng 150-151 người vẫn còn đang mất tích ở đó. Cái số người chết thì bây giờ họ đã tăng lên tới khoảng 10 người. Thì họ cố gắng bằng mọi cách, họ dùng mọi phương tiện, mọi cái nguồn lực họ có, những cái đội cứu hỏa, đội cứu trợ, họ dùng chó nghiệp vụ, họ dùng
những cái máy móc mà hiện đại có thể được để mà họ sàng lọc những cái mảnh bẻ mảnh vỡ. Và sáng ngày hôm nay đó thì họ đã kéo ra được một thi thể ở dưới cái đống đổ nát, và ngày hôm qua là ngày chủ nhật thì họ kéo ra được bốn cái thi thể nữa, cho nên nói là tổng cộng là lên tới 10 người chết rồi. Thì quý vị thấy đây vẫn là một cái vấn đề mà breaking news ở trên mọi báo đài bây giờ đều nói tới. Nếu quý vị mở ra những đài CNN, đài Fox hay là MSNBC hay là tất cả hệ thống TV là để họ đang đều hướng cái ống kính vào cái việc mà tìm kiếm những người bị nạn. Một mặt khác thì hầu như chắc có lẽ cũng không có tin tức gì nhiều hay sao, cho nên những cái đài này họ khai thác vào cái việc mà tìm kiếm cứu nạn này thôi, và họ đưa ra những cái chiều hướng khác là tại sao những tòa nhà này nó sụp đổ, nó bị lún vào bao giờ, ai là chủ, ai chịu trách nhiệm, rồi điều tra ra sao. Nói chung là nó cứ xoay quanh một cái vấn đề, đó là cái tòa nhà sụp đổ và hiện tại còn 150 người nằm ở dưới cái đống đổ nát này. Nó có một cái điều đó là anh đi cũng thử tìm hiểu xem là với cái vấn đề mà khoa học hiện đại bây giờ nó đã tới cái mức mà phát triển tới mức mà tối đa rồi, con người lên tới sao Hỏa thám hiểm rồi, phi thuyền lên tới trên đó, mặt trăng cũng lên rồi, mọi cái vật dụng mà phục vụ cho đời sống con người, có thể là nói về y tế, về y khoa, cái gì cũng đã tới một cái mức mà coi như là nó đã tới cái mức mà mình đã nói rằng nó quá hiện đại rồi, cái nền văn minh của con người như vậy. Nhưng mà tại sao những cái câu hỏi được đặt ra, như anh đi thấy trong cuối tuần vừa qua đó, những cái comment đều nói rằng có 150 người nằm ở dưới cái đống đổ nát này thôi mà Hoa Kỳ làm cái gì mà chậm chạp tới cái mức độ như vậy mà không cứu được những người này ra. Cho nên sáng ngày hôm nay đó thì rất là nhiều cái câu trả lời, là bởi vì quý vị biết rằng cái chẳng hạn như cái bà thị trưởng ở cái hạt mà Miami Dade này, bà Danielle là Levinas á, thì bà mới nói rằng không có thể nào di chuyển mọi cái mảnh vỡ này một cách mà ngẫu nhiên được hay là tự nhiên được, chỉ cần một cái sơ sót thôi là những cái mảnh vỡ này nó sẽ collapse một lần nữa, mà ngoài cái việc nó giết chết người ở dưới đang còn sống sót ở dưới cái đống đổ nát này, và nó còn làm chết những cái người mà đang cứu trợ nữa. Đó là cái việc thứ hai. Ở dưới những đống đổ nát này mặc dù trời mưa nhưng mà vẫn có những đám cháy âm ỉ ở dưới đó. Ở dưới đó vẫn có gas, có lửa. Cho nên là phải nói rằng họ phải phải như là một cách thủ công vậy, đào bới bằng tay hay là dùng máy móc gấp từng cái miếng đổ vỡ ra để mà tìm những cái khoảng trống ở dưới cái đống đổ nát này. Họ cũng đã tìm được một cái khoảng khoảng trống ở dưới, nó là ở dưới cái tầng hầm để xe hay là cái bãi đậu xe, và họ cũng đã đào những cái khoảng rộng để họ soi ở dưới đó. Và đồng thời nó cũng có một cái nhóm mà được cho rằng một cái nhóm mà người Do Thái, cộng đồng người Do Thái ở Mỹ Tây Cơ, họ đến vào hôm chủ nhật, họ đem tới một số những cái thiết bị được cho là radar, nó phát sóng, nó radar được cho là vi sóng, nó phát triển bởi cái phòng thí nghiệm với cái sức đẩy phản lực của NASA và của Bộ Bộ Nội an của Hoa Kỳ, có thể nhìn thấu qua cái lớp bê tông, nó cứng lên tới 8 inch hoặc là 20 cm. Thì đó là theo cái lời ông Adrian Garrulay, là giám đốc điều hành của Spec Ops Group, là cái nơi bán thiết bị này. Rồi họ dùng những con chó để đánh hơi, họ dùng nhiều thiết bị khác nữa. Và những cái thiết bị này nó nhỏ như chiếc vali vậy, càng ngày càng đưa tới càng nhiều. Nhưng mà bây giờ phải nói rằng Andy phải trích một cái lời là đây là một tìm kiếm với cái hy vọng có phép màu để chúng ta có thể mang ai còn sống ra khỏi tòa nhà này. Đó là những cái lời mà của cái ông Andy Alvarez, là chỉ huy phó của Miami Dade Fire Rescue, đã nói với cái đài ABC vào sáng ngày hôm nay. Quý vị biết là những cái 6 tới 8 đội mà cứu hộ này đó, thì cái đội mà Miami Dade Fire Rescue là được cho là cái tầm cỡ thế giới. Họ đã từng được gửi tới nhiều nơi trên thế giới.
để họ đã từng ứng phó với những cái cuộc cứu nạn như thế này, nhưng mà bây giờ họ cũng không thể nào làm nhanh hơn được nữa. Cho nên đó là cái tình hình mà mới nhất mà anh đi cập nhật cho quý vị, có nghĩa rằng số người chết đã lên tới 10 người và số người mất tích vẫn còn khoảng 150 người, và hiện tại tốc độ tìm kiếm vẫn còn đang chậm chạp theo đúng cái quy trình, với những cái trang thiết bị hiện đại nhất được gửi tới, nhưng cũng không thể nào tiến hành nhanh hơn được bởi vì cái nguy hiểm cho tính mạng của những người cứu hộ và những người còn đang nằm ở dưới cái đống đổ nát này. Đó là cái việc anh đi vừa mới cập nhật cho quý vị. Còn bản tin khác cho biết rằng trong cuối tuần vừa qua thì có 17 người bị bắn, 2 người thiệt mạng trong hai cái vụ nổ súng ở tại Chicago. Thì bản tin đánh đi từ Chicago, Illinois, thì hai cái vụ nổ súng tại Chicago vào đêm Chủ nhật và 27 tháng 6 thì xảy ra chỉ cách nhau ít giờ đồng hồ đã khiến hai người chết và hàng chục người khác bị thương. Cái vụ gần nhất nó xảy ra tại góc đường 63 West Street và Atchison Avenue ở tại Marquette Park. Thì cái vụ nổ súng thứ nhì trong vụ South Shore, có một người trong năm nam và một nữ đang đứng ở ngoài đường phố, thì có một kẻ chạy cái chiếc SUV màu đen ngang qua, bất ngờ thì dùng cái khẩu súng nổ xối xả vào những người này. Lúc đó khoảng 8 giờ 45 phút tối ngày Chủ nhật, đó là theo cái tin của cảnh sát Chicago. Thì một nữ nạn nhân bị trúng 6 phát đạn và chết tại bệnh viện University of Chicago Medical Center, nơi cũng có một số nạn nhân trong vụ nổ súng này được đưa tới, là một thiếu niên 15 tuổi ở trong số các nạn nhân đã bị trúng 2 phát đạn. Có 11 nạn nhân gồm 6 nam 5 nữ trong cái vụ nổ súng ở Marquette Park vào lúc khoảng 11 giờ tối Chủ nhật, sau khi có 3 người đi vào con đường nhỏ nơi có một cái nhóm người đang tụ tập và bắt đầu khai hỏa. Một nữ nạn nhân tại đây được sau đó được xác nhận là thiệt mạng. Còn các nạn nhân nơi này có độ tuổi từ 21 tới 57 tuổi. Mục sư Donovan Price là cái người thường thấy giảng đạo ở trên đường phố đã nói rằng đây là một điều đáng tiếc. Nhưng những cái vụ nổ súng như thế này là điều trở nên rất thường ở tại Chicago. Và ông nói hung thủ nổ súng bất kể là có các gia đình, có người qua đường vô tội ở gần mục tiêu bị ai tấn công hay không. Kể từ tối thứ Sáu cho tới 11 giờ 59 phút khuya ngày Chủ nhật, có ít nhất 74 người bị bắn và 6 người thiệt mạng ở tại Chicago. Cảnh sát hiện tại đang điều tra nguyên do xảy ra nổ súng. Và đây cũng là cái lý do Andy và dịp khác sẽ nói chuyện với quý vị, nhưng mà ngăn chặn súng ống, mà cái loại súng mà như những kẻ này chỉ cần bóp cò liên tục thôi là cả băng đạn là 5-70 viên, 100 viên nó túa ra, thì quý vị thấy cái con số sát thương nó cao tới mức độ nào. Mà Chicago thì quý vị cũng biết rồi, đó là một cái thành phố cũng là đầy tội ác. Cái công ty dược Johnson & Johnson sẽ phải trả lên tới 263 triệu đô la trong vòng 9 năm để giải quyết một cái thảm họa. Nó gây ra cái khủng hoảng chất an thần gây nghiện, tức là opioid, ở tại thành phố New York. Trong cái thương lượng với tòa thì công ty và các chi nhánh sẽ ngưng sản xuất hay bán thuốc opioid trong tiểu bang. Nhưng công ty Johnson Johnson thì không chịu nhận trách nhiệm cũng không nhận tội. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang là Letitia James đã nói trong cái bản văn rằng đại dịch thuốc an thần gây nghiện opioid đã làm hại nhiều cộng đồng trong tiểu bang New York và nhiều nơi khác, làm hàng triệu người nghiện cái loại thuốc chết chóc này. Và bà viết là Johnson Johnson đã mồi cái ngọn lửa này và hôm nay họ cam kết đã rời kinh doanh opioid, và không chỉ tại New York nhưng cũng là toàn bộ đất nước Hoa Kỳ. Đó là bản tin với lại Johnson Johnson. Còn một bản tin ngày hôm nay đi đọc nó cũng tương đối nó lạ, tức là cái tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã từ chối cái đơn kháng án của cái hội đồng trường học của cái quận Gloucester County School Board về cái lệnh cấm liên quan đến nhà vệ sinh cho người chuyển giới. Chỉ có 2 phiếu chống thì cái tòa tối cao trả đơn về dưới tòa dưới, mà cái tòa dưới đã phán rằng cấm cái cựu học sinh trung học Gavin Cream đã chuyển giới vào cái phòng vệ sinh nam là vi hiến. Cái chính sách trường đã buộc Cream dùng cái phòng vệ sinh theo giới tính khi chào đời là nữ giới, hay là dùng nhà vệ sinh riêng, không cho dùng phòng vệ sinh nam. Dù Cream đã chuyển giới thành nam, Cream kiện và tòa dưới đồng ý với Cream, nhưng học khu kiện lên tòa án tối cao
thì hôm thứ hai tòa tối cao lại bác đi và nói rằng không cần phải xét xử lại nữa. Đây được coi là cái chiến thắng pháp lý quan trọng cho Gavin Graham. Thì khi anh đi đọc cái bản tin này đó, làm cái bản tin này thì anh đi tìm thêm một số những cái bản tin liên hệ khác tới cái nhân vật mà Gavin Graham này. Thì nói tựu chung lại nó như thế này, tức là cái hội đồng mà trường học, cái quận mà Gloucester County School Board này đó, và đặc biệt là cái học sinh mà Gavin Graham này đó, sinh ra cái giới tính là nữ chứ không phải là nam. Nhưng mà sau này đó thì lại bây giờ đã chuyển giới thành ra nam giới rồi, không còn nữ nữa. Nhưng mà cái Gavin Graham này đó bây giờ đã thành nam rồi, nhưng mà đi vào cái nhà vệ sinh của nam, cái toilet của nam đó, thì là nhà trường không cho phép. Còn đi vào cái đã chuyển giới nam rồi, đi vào nam thì không cho phép, mà đi vào cái toilet của nữ, của nhà vệ sinh của nữ, thì bên nhà trường cũng không cho phép luôn. Cho nên bây giờ chỉ còn có một cách nữa thôi, là phải đi một cái nhà vệ sinh riêng của mình. Thì nếu như vậy nhà trường phải cung cấp một cái, phải xây một cái nhà vệ sinh riêng cho một cái giới tính mà bây giờ nó không phải là nam mà cũng không phải là nữ, dành cho những người chuyển giới. Cho nên hai bên kiện nhau. Cuối cùng thì quý vị biết rằng là Graham đã kiện lên, nhưng mà tòa thì đã phán xét là bây giờ là Graham có quyền đi nhà vệ sinh nam cũng giống như có quyền đi nhà vệ sinh tự do, nhưng mà nhà trường thì không đồng ý chuyện này, lại kháng kiện. Tòa bây giờ lại bác bỏ, không xét xử nữa. Cho nên đây là một cái vụ kiện cũng tương đối khá lạ, nhưng mà đây cũng là một kháng quyết về vấn đề pháp lý mà được cho rằng quan trọng. Lâu nay anh đi cũng đọc vấn đề này nhiều lắm, và rất nhiều vị khán thính giả và nhiều người đã hỏi về vấn đề này. Khi mà chuyển giới như vậy thì bây giờ ở trong trường học hay những nơi công cộng thì họ phải có một cái restroom riêng cho những người này hay sao? Chuyển giới từ nam sang nữ, nữ sang nam, nhưng mà những cái thành phần còn lại họ không đồng ý. Cái thành phần cởi mở thì không nói gì, cái thành phần cấp tiến thì không nói gì, những cái người bảo thủ họ không chịu thì sao? Cho nên nó xảy ra những cái vụ kiện tụng mà nó cũng dính dáng về cả vấn đề về tôn giáo nữa, về về chính trị nữa, rồi về học đường. Cho nên đây cũng là một vấn đề rất là rắc rối. Còn cái vụ mà đĩa bay nó bay lung tung ở trên trời, rồi quý vị còn nhớ rằng Andy gửi đến quý vị cái bản tin đó, thì nhiều quý vị hỏi rằng Andy có tin rằng có người ngoài hành tinh xuống trái đất hay không, thì Andy cũng trả lời với quý vị là mình lên chỗ người ta được thì người ta cũng xuống được thôi. Mình lên trên sao hỏa, mình lên trên mặt trăng, mình lên trên đưa những cái robot của mình lên, phi thuyền của mình lên thăm dò, thì cái điều đó là điều đương nhiên. Cái đó là theo ý kiến của Andy như vậy, nhưng mà nó vẫn là một cái bí ẩn và nhiều người vẫn cứ thắc mắc. Thì nhiều bản tin đưa ra rồi, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì Andy đọc một cái bản tin của ông giám đốc của NASA là ông Bill Nelson. Thì ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, ông nói rằng ông không tin rằng các cá nhân trên địa cầu nó đơn độc trong vũ trụ. Sau khi các sở tình báo của Hoa Kỳ phổ biến cái báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã gặp và ghi hình khoảng 144 cái vật bay nó lạ kể từ năm 2004 mà không giải thích được. Cái bản báo cáo đã phổ biến ra công chúng là cái bản đã xóa đen những cái thông tin được cho rằng nó rất là nhạy cảm về vấn đề an ninh quốc gia. Thì ông Nelson đã đọc cả hai bản, cái bản phổ biến và bản tối mật. Thì ông Nelson cũng nói trên CNN rằng chúng ta đang ở cái địa cầu không đơn độc trong vũ trụ. Vì cái vũ trụ khổng lồ có từ 13 tỷ rưỡi năm nay. Và ông Nelson nói cái bản báo cáo không đưa ra cái câu trả lời chính xác, đúng ra chỉ thêm làm thêm cái sự thắc mắc cho người dân mà thôi. Ông Nelson cũng là một cựu thượng nghị sĩ liên bang từ Florida. Cái vụ này nó chưa yên đâu quý vị, để xem một vài những cái báo cáo khác nữa. Ngày hôm nay Andy cũng đọc một cái bản tin cho thấy rằng cái dân biểu tiểu bang của Arizona đã nói rằng hôm thứ Sáu, tức là ngày 25 tây tháng 6, đã bỏ cái phiếu thuận 31/25 cho một cái dự luật để yêu cầu các học sinh phải được học về cái hoàn cảnh những người bỏ chạy ra khỏi các nước cộng sản. Một phần trong, được cho rằng một phần trong cái học trình để chuẩn bị cho các em học sinh trở thành những người thành niên có kiến thức và có trách nhiệm dân sự. Theo cái tin của báo Arizona Capital Times, thì cái dự luật này nó dày tới 232 trang.
về các thay đổi về luật giáo dục từ lớp mẫu giáo tới lớp 12. Có thêm cái yêu cầu học về chuyện những cái người trốn chạy khỏi Cộng sản, những đất nước Cộng sản, được đưa thêm vào là do dân biểu Judy Burgess thuộc đảng Cộng hòa là Skull Valley, để học sinh có thể thảo luận về ý thức hệ chính trị cũng như chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn trị và xem chúng trái nghịch với nền tảng dân chủ và tự do, nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ. Thì cũng có một ông dân biểu người Việt, tức là ông dân biểu tiểu bang là Quang Nguyễn, ông này cũng thuộc đảng Cộng hòa của Prescott Valley ở Arizona. Ông này là người sinh ra tại Việt Nam năm 1962 và định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1975. Ông nói rằng cái chủ nghĩa quốc gia da trắng đã không nhận chìm 250.000 người Việt ở Biển Đông. Nhưng chính chủ nghĩa Cộng sản đã nhận chìm tương tự. Chính Cộng sản đã xử tử 86.000 người Việt khi miền Nam sụp đổ. Thì ông dân biển Quang Nguyễn này đã nói như vậy. Chủ nghĩa Cộng sản là lý do ông đã đi vào nước Mỹ. Nếu chúng ta không dạy về chủ nghĩa Cộng sản cho con em chúng ta thì chúng ta sẽ mất cái quốc gia này. Đó là những cái sự tranh luận và một số người đưa ra ý kiến như vậy. Và cái dân biểu Daniel Hernandez thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Tucson ở Arizona thì đã nói rằng cái dự luật nó quên một cái điểm quan trọng. Đó là cái hiểm họa của chủ nghĩa đế quốc da trắng, tức là white nationalism, tức là một khái niệm thường liên hệ tới chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Dân biểu Hernandez nói rằng chính cái bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 này là từ các nhóm thượng tôn da trắng và chớ bao giờ dạy con em chúng ta rằng hãy chấp nhận cái hành vi lật đổ chính quyền dân cử như bạo loạn vừa qua do ông Trump kích động. Đó là một cái bản tin mà anh đi đọc được sáng ngày hôm nay, nó cũng rất là thú vị. Trong này nó có 3 vế. Cái vế thứ nhất là dân biểu tiểu bang Arizona thì mở ra cái đạo luật này mà đã được thông qua, thì đã nói rằng hãy dạy cho con em của mình từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 về cái vấn đề mà những người đã thoát ra khỏi cái chế độ Cộng sản, bỏ chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản. Rồi sau đó một ông dân biểu của người Việt Nam, gốc Việt Nam, mà ông Quang Nguyễn này thuộc cái đảng Cộng hòa ở Prescott Valley ở Arizona, thì ông này lại kết tội rằng nói rằng phải dạy về vấn đề cái chủ nghĩa Cộng sản, và chủ nghĩa Cộng sản đã xử tử 86.000 người Việt Nam khi miền Nam sụp đổ, rồi đã nhận chìm 250.000 người Việt ở Biển Đông khi mà họ đi vượt biên. Và nếu không dạy về chủ nghĩa Cộng sản cho con em thì sẽ mất quốc gia này. Cái đó là lời của ông dân biểu Quang Nguyễn. Và cuối cùng là bà Daniel Hernandez thuộc Dân Chủ Tucson thì nói rằng phải dạy về cái chủ nghĩa quốc gia da trắng và đổ lỗi rằng phải dạy cho con em đừng bao giờ hãy chấp nhận cái hành vi lật đổ chính quyền dân cử, cũng giống như ông Trump đã kích động bạo loạn. Đó là một số những cái bản tin mà ngắn Andy vừa mới gửi đến cho quý vị. Và sau đây mời quý vị nghe cái vấn đề mà cuối tuần vừa qua đó, thì chắc quý vị cũng biết rằng cái vụ mà ông Trump tái khởi động lại cái chiến dịch mà đi tranh cử lưu động của ông, hay là đi vận động để cho những cái chính khách của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào cái nhiệm kỳ 2022 hay là năm 2024 cho riêng bản thân ông, hay là vì lý do gì đó, thì quý vị đã nghe anh Nguyễn Xuân Nam, quý vị đã nghe anh Nguyễn Ngọc Mùi, đã nghe Hương Giang của Cali Today nói nhiều về vấn đề này. Anh đi chỉ đưa một số những cái bản tin mà gọi là những người ngoài cuộc hay trong cuộc họ nhận định như thế nào. Đầu tiên hết là cái dân biểu Adam Kinzinger là thuộc đảng Cộng hòa của Illinois đã nói trên cái đài CNN vào ngày hôm qua về cái buổi ông Trump tụ tập vận động ở Ohio hôm thứ Bảy vừa qua. Thì ông Kinzinger này, ông thắc mắc là tại sao nhiều người Cộng hòa lại tưng bừng đón mừng ông cựu Tổng thống Trump là một kẻ thua cuộc. Và có nhiều người nổi giận khi tôi nói lên cái sự thật như vậy. Ông nói, vậy một số người tin rằng ông Trump đã thắng năm 2020. Và cũng dân biểu Kinzinger đã nói cái buổi tụ họp ở Ohio là cái hiện tượng kinh dị khi nhiều người rủ nhau tới thờ phượng một kẻ thua cuộc. Ông Trump đêm qua cũng không nói nhiều về ứng cử viên ra đối đầu với Anthony Gonzalez, là một nhân vật được ông Trump ca ngợi là tuyệt vời.
Phải nói rằng từng được ông Trump đưa ra kiểu như thương thuyết gia hòa bình thế giới như đã sử dụng ở Bắc Hàn, vân vân. Đây chỉ là một cái tay được cho rằng sơ cấp về chính trị được ông Trump đem đi đánh bóng lại hay hấp lại mà thôi. Thì cái bà mà Marjorie Greene đó, thì quý vị cũng biết là bà này là một dân biểu ở Hạ viện. Thì bà này cũng tai tiếng rất là nhiều. Người ta cũng nói tới cái vấn đề mà khi bà đột nhiên bà nói chuyện, bà phát biểu trong cái buổi nói chuyện khi ông Trump đến Ohio, thì bà có nói hỏi một câu thế này. Bà nói thật là lớn, bây giờ quý vị hãy cho tôi biết trước khi tôi nói chuyện, ai là tổng thống của nước Mỹ? Ai là người thắng cuộc của nước Mỹ? Thì là đám đông ở dưới đều hô lớn lên. Đó là ông Trump, Donald Trump, Donald Trump. Quý vị thấy một cái chuyện quái gở như vậy nó xảy ra, cho nên chính cái ông mà dân biểu Adam Kinzinger này, ông nói nó đều là ông cảm thấy lạ. Còn trong lúc mà ông Trump á, ông đang nói chuyện ở Ohio ngày hôm thứ Bảy, thì được cho rằng ông đến đây để trả thù các dân biểu bỏ phiếu luận tội ông, thì một thị trưởng của đảng Cộng Hòa lại bày tỏ cái lo ngại về cái chuyến đi lưu diễn để trả thù của ông Trump, và nói rằng nhiều người Cộng Hòa đã trật đường rầy khi vuốt ve ông Trump một cách quá đáng. Khi mà nói với CNN thì ông Dave Hanworth, 68 tuổi, là thị trưởng thị trấn Orville, Ohio, người đã nói rằng ông là vĩnh viễn trọn đời là người của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà than phiền, bây giờ đảng Cộng Hòa đã tới cái hoàn cảnh rất là buồn. Nếu Cộng Hòa có nghĩa là phải ủng hộ ông Trump thì tôi không biết điều đó có nghĩa gì với tôi nữa. Ông than phiền như vậy. Tôi không biết rồi Cộng Hòa sẽ đi tới đâu. Cái chuyến đi Ohio của ông Trump là nhằm đánh phá, là trả thù dân biểu Anthony Gonzalez thuộc đảng Cộng Hòa Ohio, người liên tục bị ông Trump chỉ trích vì đã bỏ phiếu luận tội ông Trump. Và dân biểu Gonzalez thì nói rằng đảng Cộng Hòa cần phải có chỗ cho những người suy nghĩ khác ông Trump. Vì nếu chúng ta không cho phép những người suy nghĩ khác biệt, dị biệt, vân vân và vân vân, tôi nghĩ đó là cái chiến lược tồi tệ nhất để dẫn đến cái sự thua thiệt của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử sắp tới. Và một tin khác thì cho biết là ông Trump đã phản ứng dữ dội, chỉ trích cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã không chịu mở ra các cuộc điều tra về gian lận bầu cử, và chụp mũ rằng chính những người như ông Barr đã giúp cho phe cực tả thành công. Ông Trump đã nói với ông Barr, đã nói Barr và cái bọn Rhino, tức là Cộng Hòa đã giả danh giả nghĩa trong đảng Cộng Hòa, đang thuyết phục người ta tin rằng cái bầu cử năm 2020 là công bằng, nhưng thật sự không hề công bằng tí nào. Ông Trump cũng chỉ trích rằng ông Ba đã thúc đẩy những lời nói dối của Mitch McConnell về bầu cử năm 2020, khi quy chụp rằng ông Trump là phá hoại cơ hội thắng hai chức thượng nghị sĩ ở Georgia. Nhưng thật sự là bầu cử ở đó đã bị gian lận và đã bị trộm cắp rồi. Và tệ hơn, là dân chúng không còn tin vào cái lá phiếu của họ nữa, bởi cái bọn Rhino như Bill Barr và Mitch McConnell đã không làm gì hết. Cái vụ này cũng là một vụ tranh cãi rất là nhiều. Quý vị có thể đọc thêm những bản tin này một cách chi tiết ở trên tờ nhật báo của Cali Today, hay trên website của Cali Today. Và nói chuyện vào sáng thứ Bảy vừa qua trên cái đài CNN, thì trong cái chương trình State of the Union, thì thượng nghị sĩ Mitt Romney thuộc đảng Cộng Hòa của Utah đã chỉ trích ông Trump về cái chuyện ông Trump xuất hiện vào cái ngày trước đó ở tại Ohio, đã công khai diễu cợt cái chuyện mà ông Trump nói rằng cái cuộc bầu cử đã bị trộm cắp của ông Trump. Nói với cái người dẫn chương trình Jake Tapper, thượng nghị sĩ Romney nói rằng không có chứng cứ gian lận bầu cử gì hết. Nhắc cái lời của ông Bill Barr, là cựu Bộ trưởng Tư pháp của ông Trump, rằng ông Barr nói rằng cái lời ông Trump bịa đặt về gian lận bầu cử chỉ là cái đống gì đó của con bò. Ông Romney nói rằng chính những tuyên bố bịa đặt của ông Trump đã dẫn tới cái bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, làm suy yếu cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và ông thượng nghị sĩ Romney đã nói một câu rất là nhiều người chú ý. Ông nói rằng ngày càng nhiều người nhìn thấy những cái màn bịa đặt của ông Trump y hệt như là đấu võ đài giỏm, tức là WWF, tức là World Wrestling Federation, tức là để đấu để mà vui thôi chứ không phải đánh thiệt. Người ta đã thấy như vậy và bầu cử đã qua rồi, đã rất công bằng, thì đừng có nhắc lại nữa, đừng tin ông nữa.
Ông thượng nghị sĩ Romney nói rằng ông Trump đã nghe chuyện bầu cử gian lận từ Bộ Tư pháp hay sao? Không. Trump đã có nghe gian lận từ Sở Tình báo chăng? Cũng không. Vậy thì nghe từ đâu? Từ cái ông bán gối My Pillow? Từ Rudy Giuliani? Họ lấy tin từ đâu? Và bầu cử 2020 là công bằng. Đã qua rồi. Tới lúc ông Trump phải nhận sự thật và ngưng bịa đặt đi nữa. Và một cái bản tin cuối cùng cũng tương đối lạ do Kelly Today lược dịch sáng ngày hôm nay. Đó là ông cựu tổng thống Trump thì không bao giờ leo cầu thang lên tới cái tầng 2 của cái văn phòng của tòa Bạch Ốc. Cái này cũng hơi lạ khi mà đi đọc cái bản tin này. Tức là làm việc trên cái tầng 2 của cái cánh Tây, ở về phía Tây đó, cho phép cái trợ lý của ông Trump tránh gặp mặt ông Donald Trump. Vì ông không bao giờ bước lên cầu thang để lên tầng 2. Một cái cuốn sách sắp xuất bản của tác giả Michael Wolff cho biết rằng ông Wolff đã viết rằng làm việc trên cái văn phòng ở tầng 2 như cố vấn Kellyanne Conway và Stephen Miller sẽ ít đối mặt với những cái sự bất thường của ông Trump. Bởi vì ông Trump sẽ không bao giờ leo lên cầu thang. Một cái đoạn trích trong cuốn sách Landslide của Final Days of Trump Presidency của ông Wolff được xuất bản trên cái tạp chí New York hôm thứ Hai, để làm sáng tỏ hơn về cái sự nhầm lẫn giữa ông Trump và cái nhóm phụ tá của ông khi cái cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 đã diễn ra. Mặc dù Conway đã tiếp quản cái không gian làm việc trước đây do Valerie Jarrett, người đã từng là cố vấn thân cận nhất của Obama, cái người thân tín dự đoán rằng ông Trump chỉ sẽ hiếm khi nào leo cầu thang. Cái tờ Washington Post cho biết vào thời điểm đó, vào tháng 4, ông Trump đã chế nhạo ông Tổng thống Joe Biden sau khi ông ngã xuống cầu thang khi rời căn cứ Liên hợp Andrew vào tháng 3. Landslide dự kiến sẽ được xuất bản bởi Henry Holt and Co. vào ngày 27 tây tháng 7. Rất nhiều sách sẽ ra, quý vị. Sáng nay Andy ước lượng có khoảng 17 hay 18 cuốn sách gì chuẩn bị ra. Đó. Cứ mỗi lần một cái vị tổng thống mà sau khi hết nhiệm kỳ thì rất nhiều sách để ra. Nhưng mà lần này cái loạt sách này ra tới 17, 18 cuốn sách với nhiều tác giả khác nhau, hé lộ nhiều cái hậu trường của chính quyền Tổng thống Trump. Nó lại thường thường thì nó không ra đồng bộ. Những cuốn sách này nó sẽ ra từ từ. Và hết cuốn này thì cuốn khác ra. Nhưng mà những cuốn này bây giờ lần lượt nó dồn dập ra. Có lẽ đây là một cái thời điểm mà những cái nhà chính trị gia, những cái nhà phân tích về chính trị họ nói chắc có lẽ cũng là cái thời điểm mà Trump đang có những cái cuộc mà tái khởi động ồn ào để chuẩn bị cho cái kỳ mà bầu cử giữa kỳ năm 2022 chăng. Cho nên rất là nhiều điều đang tiếp tục tiết lộ. Một mặt khác nữa, quý vị biết rằng cái vụ mà Trump Organization cũng đang có cái sự cân nhắc của cái ông biện lý Cyrus Vance Jr. là có nên mà khởi tố ông mà coi như là kế toán trưởng của ông Trump hay không, hay ông Trump hay không. Thì luật sư của ông Trump thì đang thương thuyết và nói rằng ông Cyrus Vance Jr. nên bỏ cái vụ kiện này đi. Nhưng mà người ta đang chờ, có thể nói rằng một cái sự kiện gì đó nó sẽ xảy ra sắp sửa lớn lắm tới đây, sắp tới đây khi mà cái vụ việc này được đưa ra ánh sáng và cái sự quyết định của cái ông Vance Jr. Một mặt khác nữa đó là cái vụ kiện giữa Sidney Powell, Giuliani hay là Michael, ông bán gối đó, thì My Pillow đó, thì chuẩn bị phải ra điều trần ở trước những cái phiên tòa đang bị kiện do những cái công ty Smartmatic hay là những cái công ty bầu phiếu Dominion kiện mấy ông bà này. Thì ngày 7 tây tháng 7 này sẽ có những cái phiên mà điều trần ở trước tòa lần đầu tiên. Thì mời quý vị đón xem những cái tin tức kế tiếp mà Kelly Today chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Và nếu ngày hôm nay thì anh đi cũng gửi cho quý vị một cái bài viết cũng khá hay. Đó là cái hãng giày Nike. Anh đi lấy cái bài viết là hãng giày Nike đã ra mặt, đã nịnh thối cái chính quyền của Trung Quốc. Thì bài viết như thế này, giám đốc điều hành của Nike là John Donahoe vừa ra cái tuyên bố về cái nhãn hiệu này, khiến cái giới kinh doanh phải bật cười về cái độ nịnh của công ty này với Trung Quốc. Nguyên văn là John Donahoe nói rằng hãng Nike là một thương hiệu của Trung Quốc và dành cho người Trung Quốc.
Ông Donahue, ông chủ Donahue đã đưa ra cái nhận định này trong một cuộc gọi với các nhà phân tích ở Wall Street về cái thu nhập quý tư của công ty khi được hỏi về cái sự cạnh tranh các công ty từ Trung Quốc. Về mặt kinh doanh thì nhiều người tỏ vẻ thông cảm khi chứng kiến một cái đợt tẩy chay lớn mới đây của cái người tiêu dùng Trung Quốc, nhưng với nhiều người khác thì giật mình, cho rằng đây là cái trò miệng lưỡi khiến buồn cười cho một thương hiệu quá lớn như Nike. Hồi tháng 3 thì công ty Nike dựa trên một báo cáo nội bộ đã đưa ra một cái nhận định bày tỏ về cái tình trạng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương. Và ngay sau đó thì chính quyền Trung Quốc đã tức giận phản ứng và đẩy mạnh cái việc dùng các lực lượng cực đoan trình diễn yêu nước, kêu gọi dân chúng tẩy chay các sản phẩm của Nike. Tham gia cái sự kiện này thì nhiều ngôi sao giải trí của giới trẻ Trung Quốc như Vương Nhất Bác, Đàm Tùng Vân cũng tham gia, kéo theo một lượng lớn người hâm mộ bắt chước. Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ có Nike nhận định như vậy, mà nhiều công ty phương Tây khác cũng tuyên bố bất mãn về cái thị trường lao động cưỡng bức của người Duy Ngô nhĩ thiểu số. Và trong khoảng thời gian đó, để tránh tẩy chay từ phương Tây thì hãng Nike đã ra thông báo Nike sẽ không cung cấp các sản phẩm làm từ Tân Cương. Và chúng tôi đã xác nhận với nhà cung cấp theo đơn hợp đồng rằng họ không sử dụng hàng dệt hoặc sợi kéo từ khu vực này. Và rồi khi vấp phải cái chiến dịch phản ứng do chính quyền Bắc Kinh đẩy giấy lên thì Nike cùng với nhiều hãng khác như Versace, H&M, Dolce & Gabbana đã phải chịu mỗi làn sóng tẩy chay, bao gồm chuyện các đại sứ thương hiệu người Trung Quốc tuyên bố cắt ngang những hợp đồng nhiều cửa hàng bị biểu tình bên ngoài. Các hãng giày đối thủ của Nike như Adidas, Converse cũng bị cái tình trạng tương tự. Có thể hiểu rằng đây là một cái làn sóng bài phương Tây được chính quyền Bắc Kinh nuôi dưỡng lâu nay qua tuyên truyền, giải trí và dân túy cực đoan được sử dụng để rửa mặt cho chính phủ khi có dịp. Tuy nhiên mọi thứ ồn ào đã đi qua rất nhanh, chỉ hơn một tuần lễ sau khi đợt tẩy chay diễn ra mọi thứ đã chẹp xuống rất nhanh. Các nhà phân tích cho thấy Nike không có gì phải lo sợ từ sự kiện tháng 3 năm 2021 sau báo cáo tăng trưởng từ quý này với cái tổng doanh thu là 12,3 tỷ Mỹ Kim và lợi nhuận là 1 tỷ rưỡi. Ngoài ra, doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ tăng 141% cùng với thời kỳ năm ngoái, tương đương với 5,38 tỷ Mỹ Kim. Dù vậy, cái doanh số bán hàng tại Trung Quốc chỉ giảm nhẹ so với kỳ vọng, dù vấp cái đợt tẩy chay khi Nike báo cáo cái doanh thu là 1,93 tỷ Mỹ Kim thay vì 2 tỷ 25 tỷ Mỹ Kim. Fox Business News đã đưa tin như vậy. Để đối phó với đợt tẩy chay rầm rộ, Nike đã đơn giản tung ra một chiến dịch giảm giá. Chẳng hạn như giày Nike nữ với giá chỉ còn 699 nhân dân tệ, tức là 107 Mỹ Kim, khiến những cái cửa hàng trực tuyến trên sàn Tmall đã thu hút tới 350.000 người Trung Quốc đăng ký và sản phẩm gần như được bán hết ngay lập tức. John Donahoe trong cuộc gọi tuần này bày tỏ sự lạc quan về thế mạnh của Nike tại Trung Quốc và nói rằng ngày nay chúng tôi là thương hiệu thể thao lớn nhất ở đó, và BBC trích lời. Thế nhưng cái kiểu nịnh để lấy lòng một cậu lớn lao ấy thì quả thật là buồn cười. Đó là cái bài bình luận của BBC và cái tình trạng mà Nike ở tại Trung Quốc. Anh đi gửi đến quý vị, đây là bản tin cuối cùng. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.